Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 5. Bài hôm nay chúng ta sẽ học cái bài là nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 vân vân, trang 57. Rồi, cái này thì thầy nói luôn, không cần thiết phải nhân. Rồi, không cần thiết phải nhân. Bây giờ dạng này là dạng tính nhẩm. Đặc biệt nhân cho 10, cho 100, cho 1000 nè, tính nhẩm. Rồi xuống đây bài đây thầy sẽ nói luôn nè. Bài số 1 tính nhẩm. 1,4 nó nhân cho 10. Nè, nhân cho 10. Thì nhân cho 10 thì chúng ta dấu phải này chúng ta sẽ chuyển qua bên tay phải. Từ cái dấu phải này chúng ta sẽ chuyển qua bên tay phải nè, đó là nhân. Sẵn đây thầy nói chia luôn. Thì chia thì cái dấu phải này nó chuyển qua bên tay trái. Được. Vậy thì chuyển bao nhiêu? Chuyển là chuyển bao nhiêu? Như vậy chúng ta nhân cho 10 đó, số 10 là một số 0. Thì dấu phải này chúng ta sẽ chuyển qua bên này một số. Chuyển qua bên này. Như vậy là 1,4 chúng ta cái dấu phải này chúng ta chuyển qua bên này. Như vậy là còn lại 14 phải, nó không có gì nữa thì chúng ta bỏ dấu phải luôn. Nè. Vậy chúng ta chuyển là 14 phải. Có dấu phải cuối cùng này nó cũng không có ý nghĩa gì nữa, chúng ta bỏ nó đi, như vậy là bằng 14. Được không? Rồi cái này thì sao? Cái này là chuyển mà bây giờ có một con, bây giờ hai chữ số 0 nè. Hai chữ số 0 thì chúng ta phải chuyển hai số. Nhưng mà bây giờ đây có một số chúng ta sao chuyển. Như vậy bây giờ một con số 0 này nó sẽ tương ứng với cái dấu phải này qua bên này, nó chuyển qua dấu phải qua này. Như vậy nó có phải là chuyển qua này nó chính là con 21 không? Rồi, chính là con 21. Dấu phải nó chuyển qua đây. Nó chuyển qua giống như con 14 này, 21 này. Đánh dấu phải phía sau nó không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta bỏ dấu phải. Như vậy đã mất rồi còn số 0, còn một số 0 này nữa có nghĩa thành đó là 21 tăng nhân 10 ha. 21 tăng nhân 10. Như vậy là bằng gì? 21 ta ghi lại và con số 0 nữa ta ra thêm vô. Nha. Rồi cái này thì sao? Cái này thì 7,2 chúng ta nhân cho 1000 thì cũng tương tự giống như trên này, một số 0 này nó sẽ tương ứng với lại cái dấu phải này. Như vậy cái dấu phải này vừa nó mất. Nó chuyển qua bên này coi như là mất rồi, nó vừa thành 72. Như vậy là thằng gì? 72 còn chỗ này là dư 2 số 0. Thành nó là 72 tính cho nhân cho 100. 100 thì chúng ta thêm 2 số 0 vô. Bài B. Rồi, cái này thì cũng cho nhân thì chúng ta sẽ chuyển qua đây và chia thì chuyển qua này. Rồi, cái dấu phải á. Như vậy bây giờ là nhân cho 10 là một số 0 đúng không? Thì chúng ta sẽ chuyển qua đây này. Bên tay phải là một số. Như vậy nó trở thành là 9 16,3. Bài này thì sao? Đây là hai chữ số và tương ứng với hai chữ số 0, như vậy là gì nó còn nguyên si. Không có đi đâu hết. Không có chuyển đi đâu hết. À, nó còn y che số này. Có nghĩa là số phải này chuyển qua đây nè. À, nó chuyển ra qua ngoài cùng này. Như vậy là nó là 2508. Bài này thì cũng tương tự như bài này. Bài này thì bây giờ đến tới 2 chữ số 0. Như vậy chúng ta cứ nghĩ này là 2 chữ số 0 này nè. Nó sẽ tương ứng với hai cái số này. À, hai cái dấu phải này. Sau dấu phải hai số này. Như vậy tương ứng. Như vậy cái dấu phải nó qua bài này. Qua bên này có nghĩa là vừa nó thành là 532. Chúng ta nhân cho 10 là bạn 532 chúng ta thay số 0 vô. Cái này cũng tương tự vậy, chúng ta chuyển qua bên tay. Tay phải. Số 10 là một chữ số 0, chúng ta chuyển qua bên này là một nắc. 53,28. Cái này hai chữ số 0, cái này là gì? Chúng ta sẽ chuyển qua tới đây. À, chuyển qua đây. Vậy là 406,1. Cái này là nhân 1000, cái này là tương ứng với một ba chữ số 0. Như vậy cái dấu phải ra phía sau nè. Như vậy là chính là bằng là 894. Con số 0 đầu tiên này chúng ta ghi lại cũng được, còn không nó bỏ tại vì nó cũng không có ý nghĩa con số 0 này. Cái dấu phải này vừa nó chuyển qua phía sau cục này. Bài số 2.
Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là cm. Thì có nghĩa là cái đơn vị này nè, chúng ta đổ ra cm. Tất cả cái này chúng ta đổ ra cm hết. Được không? Rồi, chúng ta xem ở chỗ đủ giấy không. Cái này mà sạch ra xíu nữa thì đẹp quá. Rồi, chúng ta cố gắng làm nhỏ nhỏ xíu cho nó đủ à. Đây thầy phải ngang, sẽ ngăn ra. Đây, cái này là đơn vị, nó sẽ là người ta yêu cầu là đặt đơn vị là cm như vậy, chỗ này là cm ha. Nên là cm. Cm nha. Và bây giờ 10,4 dm mà chúng ta đổ ra cm là đơn vị lớn, chúng ta đổ ra đơn vị nhỏ. Được không? Đơn vị lớn chúng ta đổ ra đơn vị nhỏ. Mà hai đơn vị này liền kề nhau. Nha. Bây giờ sẵn đây thì thầy online luôn lại cái dãy đơn vị đo ha. Km nè. Hectom nè. Dkm nè. M nè. Dcm nè. Cm nè. Mm. Được không? Như vậy đơn vị là dcm ở đây, chúng ta đổ ra cm là đơn vị lớn, chúng ta đổ qua đơn vị nhỏ, hai đơn vị này liền kề nhau chúng ta nhân cho 10. Như vậy cái này chúng ta nhân cho 10 nha. Nhân cho 10 thì dấu phải này chuyển qua phía sau cùng. Như vậy là 104 cm. Cái này cũng đơn vị là cm. Nha. 12,6 này mấy thì chúng ta đổ ra cm nha, mét này, chúng ta đổ ra cm này, chúng ta nhân cho 100. Từ lớn chúng ta đổ ra nhỏ. Chúng ta nhân cho 100 nè, cách nhau cách cơ dc nữa thì nhân ra trăm. Nhân trăm này chỗ này là một số 0, nó sẽ tương ứng với lại cái 12,6 nha. Chứ không phải diễn đây như cái là còn một số 0 nữa là thêm vô. Cái này chúng ta sẽ đổi ra cũng tương tự là cm. 0,856 chúng ta nhân cho 100 nha. 100 thì cái dấu phải này nó chuyển qua đây. Được. Nó phải nó chuyển qua hai số, 100 là có hai chữ số 0 nó chuyển qua đây. Như là 85,6. Cái này là dm chúng ta đổi ra cm chúng ta nhân cho 10. À, nhân cho 10 thì dấu phải nên lùi qua đây một nấc. 57,5. Bài số 3. Một canh nhựa chứa 10 lít dầu hỏa. Biết 1 lít dầu hỏa cân nặng là 0,8 kg. Canh rỗng cân nặng là 1,3 kg. Hở canh dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu kg? Được. Như vậy thì như vậy 10 lít dầu hỏa này và mẫu lít là 0,8 kg, được không? Chúng ta lấy 10 này chúng ta nhân cho 0,8 rồi bằng bao nhiêu đó. Chúng ta cộng cho 1,3 cái khối lượng của cái can. Như vậy cái tính là tổng cái khối lượng. Vậy trước tiên chúng ta sẽ đi tính cái số kg 10 lít dầu hỏa là 10 lít dầu hỏa cân nặng là nè. Số kg 10 lít dầu hỏa cân nặng là, chúng ta lấy 10 nhân cho 0,8 bằng 8 kg. Rồi số kg can dầu hỏa cân nặng là 8. Như vậy là bây giờ riêng cái phần dầu là 8 kg nè, còn cái khối lượng của cái can là 1,3 kg nè. Vậy chúng ta 8 chúng ta cộng cho 1,3 kg bằng 9,3 kg.
nè, đặt số. Chín phẩy ba kg. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.